cái đầu một cái giữa cái mông cái đó mẹ luôn hả mẹ hết thảy từ thứ bảy thứ tám à vậy. Xin chào cả nhà nha, chào cả nhà. Anh Tám chào cả nhà nha. Anh Tám hôm nay là cái món gì đây? Đây là cái lúc nướng. Đây là cái lóc này nè, kể 2 kg à. Nay tôi có đi làm cá mà nay tôi được con lóc, bắt được cái lóc này. Nay tôi nướng là 4 năm đãi cho anh em nhậu nè. Hấp dẫn cả nhà. Tám mình là dân từ 2 kg đó à. Hôm nay tôi gọng 10 bữa rồi đó. Gọng một lượt trước Tết tới giờ đó. Tôi mới đem ra đây đây tôi đãi cho em tôi đây. Anh đẩy cái bàn tay vô đó rồi anh Tám cho cả nhà xem là con cá nó bự cỡ nào. Con cá nó rộng 10 bữa gì nước nó vô mình nó đãi đúng rồi đó. Thịt nè anh thấy không? Con cá nè. Anh Tám ơi, con cá này hôm trước mình có lên nhà anh Tám mình cũng thấy cả nhà, anh Tám rộng lúc mấy ngày Tết đâu có ăn đâu. Hôm nay anh Tám mới nướng nè. Hôm nay mình cũng về đây nè, về chỗ này là nơi của nội mình, nơi cha mình, nơi như của mình ở được xưa giờ. Mình đi làm xa đó, hôm nay về chơi với anh Tám nè. Ngày mai mình đi trở về với vợ rồi. Như anh Tám anh làm có món này anh đại mình, nó gà cá ảnh rộng cả từng ngày đó. Anh Tám làm gì có này anh Tám? Đi làm cá cha. Rồi vô lưới đó thì bắt chú hầm ra cho. Rồi rộng bữa nay cũng nó từng lỡi rồi. Thì con cá em ra đãi cho em út mình. Thì con cá này ở trong hầm nó chắc cũng sống lâu rồi anh Tám. Đó rồi, sống lâu rồi, cũng được 1 năm mấy à. To. Sinh nhật bữa nay là ngày ăn sinh nhật cá lóc đó. Anh Tám mình giỏi lắm ngay cả nhà, tối ngày là đi gánh cá về phải cắt cỏ cho bò ăn nữa nè. Bên đó là bên đó trồng cỏ đó, nuôi bò đó. Tám lao động suốt ngày. Nên nông dân mà anh trồng mấy cái bụi cỏ xung quanh nhà cho nên chắc chống là anh cứ trồng. Đừng anh đợi cái thời gian mà anh đi có việc là cần thiết phải đi làm, không có lại làm gánh cá rồi đó. Anh cắt cỏ đó để cho bò ăn. Còn ngày thường anh đi cắt cỏ xung quanh trồng ruộng có trống anh đi cắt. Thơm quá anh Tám. Nướng lâu chưa? Lâu rồi, nướng gai mới được chứ con cá này mà nó quá bự rồi. Mình nướng mà lửa mà mau á, lửa quá đốt quá này nó không có chín tới trong đâu. Mình nướng mà lửa mà lại gai vậy nè, nó mới tính chín tới trong. Thì nó bự quá thịt nó dày. Còn cá điều hồng đó ai tặng anh này? Cá điều hồng này của bà chị Tư nhà cái bên mới nướng ăn cơm. Trời bà ké phải không? Bà ké. Ké. Tùy chị Tư mình ké. Chị Tư là chị thứ tư của anh Tám nè. Rồi anh Tám mình đi tắm nha cả nhà. Để cho anh ba mình con cá, anh Tám mình sám về sớm vậy đi cắt cỏ cho bò đó. Anh mới về rồi anh nướng cá luôn. Cá này im hết ba. Cái đó chị Tư gửi nướng. Chị kia chở quá hả? Ừ chở quá. U con cá mà nướng ăn thịt ngọt hay nó bà? Nướng ngọt. Cá gì vậy mà nướng là ngon nhất à? Nướng mà nó ngọt không chi? Cá gì cái ngay ngay. Đâu khi hai em cá cỡ 2 kg anh bà. Tại vì 1 kg em thường thường thấy nó bán ngoài kia nó là cả ký rồi. Cá này gấp đôi á. Cá là bự. Mà ông nướng than chỗ này nó mới chín đều được. Rồi con cá vợ con cá này nướng cái than gì mới chín nó nướng đốt củi lượng. Cái này anh Tráng như là ai vậy chị Đế ha. Ngày anh ba là anh gửi thứ ba cả nhà. Thứ ba anh thế cho anh Tám. Anh tôi giùm anh Tám đi tắm rồi. Rồi, cả nhà anh Tám mà nướng cá lóc chín nha. Này có da heo kèm thêm nữa nha.
Cái lóc này anh Tám mình cũng có mua luôn, cả nhà là đi anh đi kéo cá người ta tặng anh nha. Mới đi vô vô cũng lộn về đây nhậu cái lóc nha. Này. Quá thế rồi. Xả luôn đi anh ba. Xả ra đi không? Úp cái lọc đứng lên đó. Đây mình làm rồi. Vũ lên tới giờ. Vũ bà mẹ dặn vợ. Dặn vợ ai điện có mấy chân chưa? Vũ với ai? Ờ. Bữa mình đi đám trọng đó nó nói nó nói đi mà nó không chở tôi, chở tôi với ai? Anh nghe cho con mà lỡ mừng mà. Hai cục thuốc vô anh ba anh Tám. Hai cục thuốc chứ. Cái đó thuốc gì vậy? Chỗ này là cục đinh lăng. À đinh lăng anh sắc ra hết rồi hả? Ờ uống rồi xây lăng luôn á. Đinh lăng. Đinh lăng. Nè anh 7 nghe anh gửi. Nè anh 8 thứ 8 rồi, chị 7 thứ 7 rồi, này chồng của chị 7. Nè anh gửi thứ 3. Đó, anh 3 mình ra tay cả nhà. Ờ vậy đó. Ừ. Chính thì đều không? Đều không? Đúng không? Quá hay cá bự mà. Tao nước. Bị gan vô luôn nữa. Phường chửi xuống rồi thôi. Ừ. Ừ. Đó. Cá bự mà anh 8 nước không có ứ máu luôn cả nhà. Cực kỳ hay, ngon quá. Cá mà nướng vậy là thôi rồi. Quá hấp dẫn. Ai nướng gì em? Nghĩ được gì em? Cái này mắm me. Không nướng nướng là mơi sống á. Ê có biết con cái đâu rồi chưa ba? Còn mà biết. Này bún nè lấy ra hỏi bánh tráng ha. Mơi là sống thiệt chứ không phải không sống đâu. Cái này nướng là mơi có sống. Cái này mình có bánh tráng có da heo kèm thêm đó cả nhà. Da heo kèm theo ăn cho ngon. Cái này nhà của bác Hai mình cũng là nhà nội hồi xưa, nhà tổ để lại cho bác Hai rồi. Bác Hai mất rồi, bây giờ anh Tám thờ bên đây. Con về chưa? Điện sao mà nó không chịu, nó tắt máy hoài, bộ nó trong chùa vậy, nó không nghe máy gì vậy. Chùa thúng rồi. Giúp lấy rau bên đi. Đây còn một quá. Con gỗ nè. Quá ơi. Nè bác chỉ đi. Bác chỉ. Đây cứ chịu lên lên kìa. Có lóc thì rồi dối tới gì đi rồi cũng chán chán kia ra làm hai. Rau anh ba chặt ra. Đi vô uống mình nhé. Đủ rồi rau luôn anh ba. Rồi đó thôi. Như vừa thôi. Có bà đi lên chưa? Ba rồi đó. Đi làm. Đi đâu qua muốn ngủ đi nằm cũng rồi rồi. Nãy người đây lạng. Nãy người đồng nó kêu đi bắt gà luôn, nó vô nhậu nóng rồi, nóng rồi. Ông điện cho ba chưa? Điện nhờ. Ờ, chưa điện nữa. Hết nợ dưỡng rồi. Ê, có quà mùng lắm. Nó đang miếng cái lóc nè. Quà mùng lắm rồi, ai nổi. Giờ bà quá quá, có đi về bà, không thích rồi đi về. Nó mẹ ơi. Có chị tôi mới ghé đây, không có cái giọt nữa đó. Cá. Ăn này tao uống. Trời. Có anh Giác ăn cá lóc này lâu lắm mới được ăn cá lóc này đó. Bà lên đi tôi về. Cũng mỏi rồi. Nè mày ngồi chơi với chút. Chơi trời ăn bún với bà cũng chán luôn. Ừ. Ba chào cô đâu uống rồi ba. Không mỏi ngày qua tới tối luôn kìa. Chằn với ơi tới tối luôn á. Uống giường nước chạy vòng vòng. Đâu. Mà đứng mang tiếu uống cờ quá bắt cái điện thoại điện đó. Về tới nhà nghe anh ba. Có tiền. Có tiền ghê. Đó, 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 là tôi về tới nhà qua. Dạ. Nhậu nữa rồi nè. Nghe luôn. Má về nước tới lóc bằng kia nha. Ghé lại cầm cầm cộng lên. Gì hả? Trời ơi, mấy con biết ăn thì phạt. Cả nhà cả nhà. Hôm nay anh Tám mình có thích cà lông 2kg. Tăng lỉ không à. Để làm gói bánh tráng nè. Anh em không rồi. Rồi nhà ơi, cho ăn chát vui vẻ nha. Mày cả nhà nha, có bánh tráng với gia đình nha. Này có bánh tráng cá lóc to, cả nhà cá lóc củng. La hoàng ra, la hoàng. Chiếc ra đây, ra cho bà mấy nhậu vô đầu luôn. Phải chiếc bút vô bà, bút nó bởi mặt luôn. Ôi bà đây, tắm củi nằm nó tối thấy. Con nhà.
đi mẹ. Ông chết ở nhà mà. Đi đâu cũng chết. Cá hả? Quay đi là bà cầm ở nhà ông chết rồi. Quay kìa. Không phải mày ăn gà đâu, mày đúng thằng dâu. Không, 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 không,
con nghiệm xanh đó, người ta nhiều ở phim ông xảy ra nấu á, không đúng á. Có bự giờ không lắm. Được rồi, nó nấu à. Rồi, nó nấu chết con. Trước mà bữa hai mấy là không được cái gì. Đấy, cái đồng của con mở ra. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Anh có té té trong này hai đứa là
Cho nó dám đặt lên cái mẹ mạm nữa. Bạn đi đây.